Người Séc vẫn đang phải đối phó với tình trạng giá cả của các loại thực phẩm tăng cao. Giá hàng hóa trong nước đang tăng mạnh, nhất là so với các nước láng giềng và mức tăng cũng đáng chú ý trong toàn Liên minh châu Âu. Có một số nguyên nhân gây ra tình trạng tăng giá thực phẩm tại Séc. Một là thuế giá trị gia tăng DPH đối với thực phẩm ở Séc khá cao là 15%, trong khi ở Đức và Ba Lan lại giảm thuế này để giá trong các cửa hàng không tăng mạnh. Một trong những lý do chính khiến giá cả tại Séc tăng cao là do trong một thời gian dài, người dân Séc có thể mua thực phẩm với giá rẻ hơn mức trung bình của các quốc gia thuộc EU. Vào thời điểm giá năng lượng tăng cao, giá thực phẩm tại Séc bắt đầu tăng nhanh hơn so với phần còn lại của châu Âu. Theo đó, Cộng hòa Séc đã bắt kịp mặt bằng giá cả so với các nước khác. Một lý do khác là thị trường Séc tương đối nhỏ và không có nhiều cạnh tranh. Theo thống kê, người tiêu dùng sẽ mua tới 90% những thứ mình cần ở các mạng lưới bán lẻ, ở các trung tâm mua sắm lớn và có rất ít lựa chọn thay thế trên thị trường. Không chỉ vậy, hậu quả do đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến việc giá cả tăng. Trong thời gian xảy ra đại dịch, người dân có thêm tiền từ các khoản trợ cấp và hỗ trợ khác nhau. Một hiệu ứng tâm lý đã được sử dụng và bị lạm dụng. Phần lớn người tiêu dùng đều được cho là có tiền và do đó các thương nhân đã tăng giá. Lý do cuối cùng là do chi phí sản xuất nông nghiệp như phân bón hay nhiên liệu tăng cao, kéo theo giá thực phẩm cũng tăng lên.